Chào các bạn, Quỳnh Mai chúc các bạn ngày mới vui khỏe, bình an. Hôm nay Quỳnh Mai ra vườn để trồng hoa huệ Việt Nam các bạn. Và đây là ba chậu hoa huệ của Quỳnh Mai. Nó mùa đông đem vô ra thì nó tàn hết, lá rụi xuống, nhưng mà còn cái củ. Tới mùa xuân đem ra thì nó lên cây như thế này. Nhưng mà nếu mà mình để hoài như vậy thì nó có bông rất là ít các bạn. Nên bây giờ Quỳnh Mai sẽ đem nó ra và sẽ nó ra làm nhiều chậu nhỏ hơn. Và bí quyết để cho nó ra hoa đẹp với lại dài thì Quỳnh Mai sẽ làm sau đây. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đổ ba cái chậu hoa huệ này ra và bỏ vào trong cái sáu cái chậu và ba cái chậu cũ nữa là thành 9 chậu các bạn. Bạn nhìn thấy khi mà Quỳnh Mai đổ cái chậu huệ ra thì nó đã ăn hết đất rồi nè các bạn. Rễ nó đã bao quanh hết rồi. Nên nếu mà mình để hoài ở trong chậu thì nó sẽ không có củ các bạn. Nè các bạn nhìn xem, nó cứ ngắt luôn. Cái rễ không. Đó, bên đây cũng vậy. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đập cái cục đất này ra để lấy củ ra trồng vô trong sáu cái chậu mới các bạn. Đó các bạn nhìn xem, nó cứ ngắt luôn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ đập nó ra. Một chậu huệ Quỳnh Mai đổ ra và bẻ ra được 7 cái nhóm huệ nè các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy củ nữa không? Bây giờ Quỳnh Mai xin chia sẻ với các bạn là bí quyết làm sao cho củ huệ có bông và bông nó lại ra dài. Thì các bạn nhìn thấy ở trong cái khóm này, các bạn nhìn thấy đây, Quỳnh Mai đã đem ra thì các bạn nhìn thấy có một cái củ nó rất là lớn so với những cái củ con chung quanh. Thì cái củ này gọi là củ cái, nó sẽ mình trồng vô chậu nó sẽ cho hoa liền các bạn. Nên mình chọn những cái củ lớn mình trồng riêng và những cái củ nhỏ mình trồng riêng, mình nuôi cho nó lớn thì nó có hoa sau. Còn những cái củ lớn này nè, nó sẽ khi trồng vô nó lợi sức rồi nó sẽ cho hoa liền. Đó, mình chia ra những cái củ nào nhỏ thì mình trồng riêng, còn cái củ lớn thì mình trồng riêng thì mình sẽ hưởng được hoa liền. Còn nếu các bạn để không mùa xuân, các bạn không đem nó ra để nó nằm nguyên trong chậu như thế này thì chỉ lác đác vài bông ở trong cái chậu thôi. Nên tới mùa xuân các bạn đem nó ra rồi các bạn lấy cái củ lớn các bạn trồng trở lại thì nó sẽ ra hoa và các củ nhỏ nó sẽ lớn lên. Đó, cái đó là bí quyết của Quỳnh Mai trồng huệ mỗi năm đó các bạn. Cái củ huệ trắng này, cái củ cái nó nằm trên giữa, nó lớn như thế này nè các bạn. Đó. Hồi xưa ở Việt Nam người ta thường lấy cái củ huệ này người ta mài ra sức mặt để cho lột da, nhưng mà rất là nguy hiểm, nó giống như là bị phỏng vậy các bạn, nên sau này người ta không có làm nữa. Đó, như cái chùm củ này nó hơi nhỏ hơn nên nó sẽ cho hoa sau, mình không
trong đây, trong một chậu này cầu cả trăm củ đó các bạn. Nếu mà mình không chiết ra thì nó không thể nào lớn nổi để cho mình qua các bạn. Một chậu mà Quỳnh Mai chiết ra được 8 cái bụi, mà có cái bụi này đáng lẽ chiết ra làm hai nữa là các bạn, thì nó mới có sức để nó cho bông. Vậy bây giờ Quỳnh Mai sẽ trồng nó lại trong chậu và tưới nước vô phân thì nó sẽ cho qua đó. Các bạn nhìn xem, chỉ có một chậu mà ra tới 8 chậu, mình còn hai chậu lớn nữa nè, thành ra tới mười mấy chậu đó các bạn. Thì mình trồng nhiều mình mới có hoa cúng Phật, còn mình để nguyên nó thì nó chật cứng, nó không thể nào nó cho bông được các bạn đó. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ dùng cái phân Garden Solo đang sale 2,50 đồng một bao. Quỳnh Mai sẽ dùng cái phân này để trồng hoa huệ. Quỳnh Mai đã cho phân đất vào trong 6 cái chậu rồi các bạn. Bây giờ Quỳnh Mai sẽ trồng mấy cái bụi hoa huệ vào. Đây, cái bụi này là bảo đảm với các bạn là sẽ có hoa đó. Cái củ cái của nó rất là lớn, một chùm củ cái luôn các bạn. Ở Việt Nam khi người ta trồng ra ruộng thì người ta chỉ lấy một cái củ cái thôi, rồi tự nó nở ra thành bụi lớn, rồi sau đó mấy tháng nó mới cho qua. Còn bên đây cái bụi hoa huệ của Quỳnh Mai nó đã ngủ đông rồi, bây giờ nó thức dậy là nó cho qua liền các bạn. Nhưng mà mình phải lấy cái củ cái lớn nó mới cho qua đó. Giờ Quỳnh Mai để nó vào trong cái chậu đất. Trong đất này người ta đã cho phân tan chậm rồi các bạn, nên không cần phải bỏ phân gì hết đó. Rồi đắp lại. Củ quá chừng luôn. Nếu mà hoa huệ của Quỳnh Mai mà trồng ra được cầu mấy cái dòng luôn đó các bạn. Dòng hoa huệ, nhưng mà mình không có đất rộng như ở Việt Nam, mình trồng chậu thì mình cho nhiều củ vậy thôi. Đó. Vậy Quỳnh Mai sẽ trồng vào trong cái 6 cái chậu này. Quỳnh Mai đã chia ra được làm 9 chậu củ huệ trắng các bạn. Đây, 9 chậu nhỏ. Thì chia như vậy thì nó sẽ ra bông rất là đẹp, cái bông dài và to đó các bạn. Đó, chỉ một chậu lớn đó mà chia ra được 9 chậu nhỏ. Thay vì người ta đem ra ruộng trồng thì mình trồng ở trong chậu dễ săn sóc hơn các bạn. Vậy hôm nay Quỳnh Mai chia sẻ với các bạn cách trồng hoa huệ trắng, làm sao cho nó có bông, cái bông nó dài và lớn. Thì mình tách cái chậu nó ra, mình lựa những cái củ huệ nào to thì mình trồng riêng, và những cái củ huệ nào nhỏ mình trồng riêng. Mình chăm sóc cái chậu có củ huệ lớn thì nó sẽ ra bông lớn và dài các bạn. Vậy video tới đây xin tạm ngưng. Quỳnh Mai chúc các bạn vui, khỏe, bình an. Ủng hộ Quỳnh Mai bằng cách đăng ký, chia sẻ, like để Quỳnh Mai có động lực làm video khác hay hơn. Xin cảm ơn các bạn và xin chào tạm biệt.